Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết, phần 272. Đây là cá bơn, loài cá có thân hình quái dị nhất hành tinh. Không như những loài cá khác, cặp mắt của cá bơn là cực kỳ dị thường. Cả hai con mắt của chúng cùng nằm ở một bên cơ thể, và bên còn lại thì không hề có một con mắt nào. Điều thực sự quái dị là khi mới sinh ra thì đôi mắt của cá bơn hoàn toàn bình thường như những loài cá khác, tức là hai con mắt của chúng cũng nằm ở hai bên cơ thể. Tuy nhiên, sau vài tuần lớn lên thì một con mắt sẽ bắt đầu di chuyển qua phía bên kia của cơ thể. Nguyên nhân của sự biến đổi cơ thể này cũng cực kỳ đặc biệt, đó là vì cá bơn không bơi thẳng đứng như những loài cá khác. Thay vào đó, chúng sẽ bơi nằm ngang và áp sát dưới đáy biển. Vì vậy, để thích nghi thì một con mắt của chúng sẽ phải di chuyển lên phía trên. Và vì sống ở tận dưới mặt đáy của biển nên cá bơn còn có khả năng ngụy trang cực kỳ đỉnh cao, do bề ngoài của chúng giống y chang như bề mặt đáy biển, nên chỉ cần ngừng bơi là chúng gần như sẽ hòa tan vào đáy biển.